Xin được chào đón ca sĩ Thu Thủy và ca sĩ Nhâm Phương Nam. Xin mời. Chị chọn trước đi chị. Đây, chị chọn màu hồng. Một màu hồng. Còn em thì sẽ là màu này. Chào chị Thủy. Chào Nam. Trời ơi, quá lâu mới gặp lại. Dạ, xin chào đàn ông hay như vậy. Là chắc là mời chị Thu Thủy ngồi, mời Nhâm Phương Nam chúng ta ngồi ghế ha. Hôm nay rất là vui và hạnh phúc thay cho tất cả quý vị khán giả xem truyền hình được chào đón ca sĩ Thu Thủy, coi như là một trong số những thanh xuân một thời rất là để nhớ. Còn đây, một đại diện đến từ giới trẻ hiện nay, ca sĩ Nhâm Phương Nam. Không biết là cảm xúc đầu tiên khi ca sĩ Thu Thủy bước vào không gian của Giai Điệu Thanh Xuân như thế nào ạ? Xin mời chị. Lời đầu tiên thì cho Thu Thủy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Giai Điệu Thanh Xuân. Khi mà Thu Thủy bước vào với cái không khí này và với cái hoàn cảnh này và nguyên một cái band như thế này thì Thu Thủy thấy là thanh xuân của mình quay trở lại. Và đặc biệt với một cái bộ đồ ngày hôm nay Thu Thủy chọn cho chương trình nữa, Thu Thủy thấy Thu Thủy trẻ hơn rất là nhiều. Chắc là em mời chị đứng lên, nhưng mà chị xoay một vòng cho mọi người. Có nghĩa là mình cảm thấy mình quay lại thời công chúa đó. Đúng, công chúa ràng. Viên kẹo ngọt đó. Đó là nghe rồi. Hôm nay thì bản thân em á, là em cảm thấy là khi mà chị xuất hiện đó là một câu chuyện rồi. Bởi vì là chúng ta luôn luôn là những người vẽ nên những cái câu chuyện của cuộc đời mình. Không biết là Nhâm Phương Nam ngày hôm nay được đồng hành với ca sĩ Thu Thủy thì em thấy như thế nào? Lần đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến quý vị khán giả theo chương trình. Chào chị Thủy và chào anh Minh. Hôm nay thì em khá là run đó. Tại vì là lần đầu tiên em được hát với chị Thủy và được gặp chị Thủy ở ngoài đời. Đó giờ là em chỉ được coi ở trên TV thôi mà. Ngày xưa thì chị Thủy hoạt động chủ yếu ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì lại ở ngoài Bắc, cho nên là hiếm có lần mà được gặp đi concert hay là đi những cái mà show diễn của chị Thủy để coi á. Toàn coi trên TV thôi. Đây là lần đầu tiên gặp ở ngoài. Bắt tay liền hoặc ôm nhau một cái liền, trời ơi. Rất là may mắn cho Minh Xù khi mà thổi bé đó thì mình đã xem chị Thủy cũng ở trên truyền hình và rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà là có cơ hội được đồng hành trong công việc rất là nhiều năm vừa qua và cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều này. Còn đây là một trong số những người bạn trẻ, thì em biết chị Thủy được bao nhiêu năm rồi? Em bắt đầu là từ cái bài mà chị hát chung với anh Phúc. Ưng Hoàng Phúc. Vâng, dạ. Bài Mỗi Ngôi Một Nơi. Đúng rồi, Mỗi Ngôi Một Nơi. Xong sau đó là tiếp đến Think of You. Rồi tiếp theo đến 2017 là cái bài gì ta? Nói chung là em... Anh Tin mình đã cho nhau kỷ niệm. Dạ, vâng, rồi. Của Lương Hoàng Quang. Cỡ 10 năm là chị Thủy lại quay lại vòng vòng cho đầu em một lần. Ủa sao kỳ vậy? Sao có cái cục mốc số 10 em ngộ nghĩnh vậy? 10 năm thì chắc nhiều, cái 10 năm chắc là chị già lắm rồi đó. Không, bé ơi. Còn thanh xuân dữ lắm. Nhưng mà đối với chị Thủy thì chị định nghĩa như thế nào về thanh xuân của mình ta? Nói chung là bây giờ mà nhắc tới thanh xuân của Thủy phải tính là 20 năm. Nếu như mà em nói là em đã từng nghe chị hát cùng với anh Ung Hạnh Phúc thì em nhớ cái thời đó là 2003. Đúng rồi, 2003 đó. Mà năm nay mình là 2023 thì chính là 20 năm rồi. 20 năm rồi. Khi mà lục lại những cái thời thanh xuân lúc trước thì mình cảm thấy là mình may mắn hơn rất là nhiều những người bạn đồng trang lứa. Bởi vì thanh xuân của Thu Thủy là xài hết mất luôn. Không có còn dư một cái thời gian nào mà để mình có thể thời gian mình đi chơi hết. Thời thiếu nhi cho đến lúc mà mình lớp 10, đại học. Cái thời gian mình đi hưởng thụ nhất là mình được đi biểu diễn, đi hát ở khắp mọi nơi, hát được rất là nhiều bài hát. Từ cái lúc mà mình còn thiếu nhi là mình hát Vườn Cây Của Ba ha. Xong mình đi tham gia những chương trình ca nhạc thiếu nhi, rồi những cái nhà hát thiếu nhi được giao lưu văn hóa với nhau. Xong rồi đến lớn rồi những cái clip ca nhạc, rồi mình đi quay ở Nha Trang, rồi Vũng Tàu, tất khắp mọi miền đất nước là Thủy đi hết luôn rồi. Có như bao nhiêu cái gọi là cái năng lượng của tuổi trẻ là Thủy xài hết cho nghệ thuật, cho thanh xuân của mình. Và chưa bao giờ Thủy cảm thấy tiếc nuối, mà Thủy cảm thấy nó đã và nó phê kinh khủng. Em cảm ơn chị về cái không, cảm giác này á. Không tiếc nuối một tí nào. Có nghĩa là mọi người lại hỏi là ủa thế thanh xuân Thu Thủy làm gì? Đi hát, đi diễn. Nhưng mà mình thấy đã. Đã, nó tại đã. Vì đó là nghề của mình. Chính và nó là máu huyết của mình. Một cái thanh xuân quá đẹp, đúng không ạ? Sau khi mà em thấy chị Thủy chia sẻ về việc thanh xuân của chị là việc đi diễn thì em cảm thấy đối với bọn em nha, thì chị cũng như là những anh chị cùng thời với chị là thanh xuân của bọn em.
có những cái ngày mà buổi tối mà khi bật những chương trình live show ca nhạc trên TV á, là bọn em cùng một xóm là vác ghế nhựa ra ngồi xếp line một dàn này, ngồi nghe các anh chị hát. Em nhớ là đấy là có một cuộc thi âm nhạc là audition, Miss Audition nhá, là buổi tối là bọn em kê ghế ngồi ra hát hàng dàn, xong cứ mỗi lần mà chị ra MV hay ra single mới là bọn em cùng nhau và rủ nhau đi quán net ngồi coi. Dễ thương quá trời. Và ngày hôm nay Minh Sầu cảm thấy là tuyệt vời hơn khi mà đã có được một chữ ký của hai khách mời đặc biệt của chương trình ở đây. Không ký bằng bút bình thường mọi người. Họ đã ký lên chiếc cây thanh xuân của chương trình này bằng một màu sắc của mình. Thế thì không biết lý do vì sao chị Thủy lại lựa chọn là thanh xuân của mình lại là màu hồng vậy ta? Đố em đó. Thường thì con gái thì thích búp bê rồi công chúa mặc váy màu hồng phải không? Thì cái đó thì con gái đứa nào cũng đơn vậy giản rồi. Hả? Đơn giản quá hả? Thôi em đoán đi. Thì hôm nay cái layout makeup màu hồng cho nên chọn màu hồng. Đơn giản vậy thôi. Nói chung là em đoán cái gì nó cũng trúng của chị hết trơn. Thế là chị là con gái thì chị rất là thích màu hồng. Nhưng mà cái mà chị chọn màu hồng là bởi vì nó liên quan tới cái nickname của chị. Đó là một cái nickname do fan của chị tặng cho chị. Candy. Nhập tay đó, Candy. Album Von 2 Candy đó luôn. Von 1 Candy và Von 2 Candy. Dữ chưa? Ôi, biết Von 2 biết Candy luôn. Đó là cảm xúc mà tụi em muốn mang lại cho chị ngày hôm nay đó. Nó có những cái câu chuyện mà mình không ngờ tới được đúng không? Yeah. Còn Nhâm Phương Nam, vì sao lại lựa cái màu gì nó nổi dữ vậy em? Màu xanh đột chuối chị. Đó, neon. Chị cũng giật mình luôn. Xanh là tại vì ngày xưa hồi bé em hay đi hái hoa chuối, em thích ăn cái món hoa chuối xào ốc. Có. Hái hoa chuối thì em mỗi lần mà đi hái hoa em nhìn thấy trên nõn chuối nó có cái màu xanh mà nó nhẹ. Nó giống như màu xanh lá mạ ấy. Thì em cảm thấy rất là thoải mái và vui khi mà nhìn thấy cái màu xanh đấy. Cho nên em rất thích cái màu đó. Không chỉ riêng là màu xanh lá mạ đâu, mà nhìn cái màu xanh lá cây thôi là chúng ta cũng thấy thoải mái rồi. Theo một cái khoa học chứng minh á, thì khi mà chúng ta thấy mệt mỏi thì mọi người có thể tìm tới một cái nơi nào nó có nhiều màu xanh hơn để cho cái tâm hồn mình sẽ được thư thái và nó bình an trở lại.